Rồi, xin chào quý chị và bạn, trở lại với Chân Hồng Xe Hơi. Trước mắt mình là phiên bản Elantra GLS tại showroom Hyundai Bắc Ninh. Hiện nay thì như anh chị đã biết thì mẫu Hyundai Elantra này đang được giảm giá khá là nhiều cho cả 3 phiên bản, đặc biệt là phiên bản số sàn. Tuy nhiên thì em cứ cập nhật nhanh cái giá bán trong thời điểm này nhé. Hiện nay ấy, mà anh chị đang quan tâm dòng Elantra ấy, thì với phiên bản 1.6 số tự động thì hiện nay đang chào bán là 598 triệu đồng, tặng kèm dàn kính trải sàn bọc vô lăng. Với phiên bản 1.6 số sàn thì hiện nay giá bán đâu đó chỉ khoảng tầm 515 đến 520 triệu đồng. Thật sự thì nó còn rẻ hơn Toyota Vios, thì mình có thể cân đối tham khảo cái mẫu Elantra số sàn. Với phiên bản 2.0 số tự động thì hiện nay mức giá chào bán đang là 642 triệu đồng, tặng kèm giàn phim cách nhiệt trải sàn da người bọc vô lăng. Thật ra về phần phụ kiện tặng kèm thì mình có thể thương lượng với đại lý và tư vấn bán hàng nhé. Còn với anh chị mà đang quan tâm Elantra ấy, thì mẫu sedan hạng C như này thì mình có thể cân đối tham khảo, vì hiện nay đa phần những cái mẫu xe như là Altis này đang hết xe này, Honda Civic thì giá khá cao. Serato K3 thì chúng ta phải chờ xe một thời gian vào khoảng 2 tháng, 3 tháng thì cái nhu cầu mà xe đi Tết với cái dòng Elantra này tầm tiền như này thì mình hoàn toàn có thể cân đối tham khảo thêm nhé. Thật sự giá khá hợp lý, mà đặc biệt là trong thời điểm mà chúng ta được giảm 50% thuế trước bạ như này thì cái mức giá lăn bánh cho phiên bản căng cấp nhất cũng chưa đến 700 triệu. Thì thật sự là nó khá là rẻ và nó ngang với Seato thời điểm trước rồi. Đó, thì hiện nay quý anh chị đang ở Bắc Ninh, Bắc Giang hay bất kỳ tỉnh thành nào đang có nhu cầu tìm mua xe mà mình có thể sắp xếp qua đại lý để lái thử cũng như là nhận thêm tư vấn và giá về xe nhé, thì cứ alo hãy bốc máy trực tiếp giúp em. Thì, video ngắn để update giá 3 phiên bản thôi. Hiện nay thì giá khá mềm, là đặc biệt là phiên bản số sàn chỉ từ 515 triệu đồng. Và quý anh chị đang có nhu cầu quan tâm thì alo giúp em nhé, để mình nhận thêm khuyến mại và báo giá tại thời điểm mà anh chị quan tâm. Vì cuối năm rồi, cái đầu xe lắp ráp như này chính thức giảm thuế thì cái khuyến mại có thể thay đổi theo từng thời điểm. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.